cho anh em nha. Dạ, em đang test một con máy M6040 cũng mới về luôn. Thì chiếc này cũng có kèm theo là ủi, sới và cài. Để em lấy số máy rồi em quay ha. Con này số máy của nó đây 9134 nha anh em. M6040. Vỏ của nó là 16.928 nha anh em. Đó. Để quay sơ sơ cho anh em xem. Con này đời 29. Máy nó đây, nguyên zin. Đây ha. Em còn nhiều lắm nha, đủ loại hết, 6040 còn mấy chiếc nữa đó. Anh em cứ lựa thoải mái nha. Giờ em quay con này trước. Đây cái dàn ủi của nó này ha, ủi nó đây. Này dàn lưới bảo vệ của cái mặt nạ trước. Bô này nó kiểu dễ nha, máy nào về nổ máy nó cũng xét dễ trơn á. Nó mình cà ra là hết rồi. Vỏ gai là còn tốt hết nha. Đây, 9.522. Mở cái nắp carbon tao cái không? Rồi đang quay hộp số nó cho anh em xem. Con này 9134. Số khung của số động cơ của nó. Anh em dễ không được. Phía sau nó mùi đây ha. Cái này còn ok hết. Đây là cái dàn sới. Con này là nâng hạ thế lực phía sau. Đây là cái ủi ha. 4 số nha. Cái này ra chết. Đó. Rồi để em dỡ cabo lên cho anh em xem nha. Quay từng chi tiết cho anh em xem luôn. Con này ok, đời cao. Vỏ gai còn tốt ha. Đó, này vỏ không lớn nha anh em. Này phiên bản Thái cho nên cái vỏ nó không có lớn lắm. Quay lại số máy của nó đây. Đó. Nên dễ phân biệt với con máy khác. Tại vì tới 6 chiếc nữa. Xong con này nha anh em, cảm ơn anh em nhiều nha. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Đông Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Đây có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.